điều kiện cắm sức đúng không? Thì nó sẽ tên chữ F hoặc là FBC là dung tích sản sức. Rồi còn cái thể tích gọi là một cái thể tích mà chúng ta không nhìn thấy được, không cảm nhận thấy được, đó là gì ạ? Cái thể tích khí cạnh. Cái này thì chúng ta không làm thế nào để mà gì ạ? Tăng giảm được, không hít thở nào thì tăng giảm được thì gọi là thể tích khí cạnh. Thì những cái cách mà đo chức năng hô hấp thông thường ở những cái máy thông thường thì chỉ cho phép đo được những thể tích như là dung tích sống thôi. Các cái thể tích FBC và chỉ số FFP1 FBC thôi. Còn để mà đo được cái thể tích khí cạnh là phải cần đến những cái máy đo thể tích khí thân. Đây các cái máy để đo chức năng hấp thì nó có rất nhiều loại máy đúng không ạ, với nhiều cơ chế khác nhau, mức độ hiện đại khác nhau cho phép đạt được những cái chỉ số khác nhau. Cái thường chúng ta dùng nhất và các bạn tuyến hay dùng là những cái máy gọi là đo chức năng hấp thông thường, là máy Coco hay là máy Chest HD đúng không ạ, thì sẽ cho phép đo cái chỉ số như là FVC, FVP1 và tính được cái chỉ số FVP1 trên FVC. Còn chúng ta muốn đo cái chỉ số thể tích khí cạnh để mà tính được là gì, cái dung tích toàn phổi, tức là cái thể tích khí của toàn phổi là bao nhiêu, thì chúng ta phải đo bằng cái máy gọi là máy thể tích khí thân. Đấy, cái máy này gồm cái bồn này để nó sẽ cân bằng cái áp lực cũng như là gì, rất nhiều khí điện tiết, khí heli, khí nitơ để mà đo ở đây. Đây là cái máy mà chúng ta thường dùng nhất. Các bộ phận thì gồm có nhận một cái đầu nhận cảm này, cũng như sẽ phổi phần này hoặc là đây đúng không ạ. Rồi một cái bộ phận mà xử lý tín hiệu, nó có thể là dính liền với cái đầu nhạy cảm này, hoặc là trong một số trường hợp đấy người ta có thể tách rời ra, chỉ cần một cái đầu sensor nhạy cảm này thôi và cắm trực tiếp vào máy tính bình thường, trên máy tính cái phần mềm mà chúng ta có thể đo được, không nhất thiết là phải kèm theo một cục xử lý của máy này. Về cái nguyên lý đo thì nó có rất nhiều cái nguyên lý. Trước kia khi mà mới phát minh ra cái phương pháp này thì người ta dựa trên cái nguyên lý tính trực tiếp, tức là đo cái lượng khí mà nhân thổi ra đúng không ạ, nhân thổi ra bao nhiêu người ta hứng đến bấy nhiêu, người ta đo thông qua những bình dẫn lưu thông nhau đấy. Nhưng cái đấy nó rất là cồng kềnh, ví dụ cái máy đầu tiên người ta chế tạo ra thì phải gần bằng một cái ngôi nhà, vì lúc đấy người ta phải tính cái thể tích trực tiếp dựa vào thể tích của bệnh nhân thông qua hệ thống bình dẫn lưu. Còn bây giờ người ta đo là dựa vào nguyên lý tính gián tiếp, tức là bệnh nhân sẽ có những cái đầu nhận cảm. Đầu nhận cảm này bản chất của nó là có thể là những cái màng bán dẫn tích điện, nhưng mà bán dẫn nó sẽ thay đổi điện trở, hoặc là những cái màng mà nó phát ra cái sóng siêu âm. Khi mà bệnh nhân thổi vào đây, thổi qua đây thì cái lưu lượng khí thở nó sẽ làm thay đổi cái điện trở, thay đổi cái tần số sóng siêu âm ở bộ phận nhận cảm này. Và từ cái sự thay đổi về điện trở hoặc là thay đổi về tần số sóng siêu âm, người ta tính ngược ra các chỉ số về thể tích. Đấy là lý do tại sao giải thích là gì, chúng ta đo được 5 lít, 10 lít, nhưng mà cái đầu nó rất là nhỏ, chả cần một cái đường nào cả để nó hứng khối lượng khí đấy cả đúng không ạ. Thì cái máy mà đo chúng ta thường dùng nhất là máy Coco. Và nguyên lý các cái máy thì thường dùng tương tự như vậy thôi. Đây là cái đầu nhạy cảm đúng không ạ, đây là cái màn hình khi tính thông thường. Và cái máy này chúng ta chỉ cần cắm cái rắc nối vào cái màn hình bộ xử lý của máy khi tính thông thường là cái đầu được. Tất nhiên là trong máy tính nó sẽ cài phần mềm của Google này. Đây là cái kết quả đo thì có rất nhiều chỉ số, như là đó là chúng ta cũng quan tâm những chỉ số như là FVP1 này, FVC và FVP1-FVC thôi. Lát trong phần đọc kết quả sẽ đi sâu vào này hơn. Về chỉ định thì đối với cái chỉ định của đo chức năng hấp thì người ta chỉ định rất rộng đúng không ạ? Tất cả những bệnh nhân mà có cái triệu chứng về hô hấp, ho, đau, khó thở đúng không ạ, đau ngực, khi mà chúng ta nghi ngờ một cái bệnh lý gì đó thì chúng ta có thể cho đo để đánh giá cái chức năng hấp và xem bệnh nhân có mắc cái bệnh mà chúng ta hay gặp hay không, ví dụ như là bệnh hen hay bệnh phổi mãn tính đúng không? Rồi những bệnh nhân mà có cái đối tượng yếu tố nguy cơ, tức là bệnh nhân có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ như là có thuốc lá, thuốc lào, công nhân làm trong môi trường mà độc hại, thì chúng ta đo để đánh giá tình trạng không khí hạn chế hay là không khí tắc nghẽn của phổi. Với những bệnh nhân mà có cái bất thường về thành người cuộc sống, các cái bệnh lý về màng phổi, bệnh lý về phổi, chúng ta cũng đo được để đánh giá xem tình trạng của bệnh phổi hạn chế như thế nào. Rồi các chỉ định liên quan đến điều trị, tức là ở một số bệnh nhân thì đã được chẩn đoán rồi, bệnh nhân chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là bệnh phổi kẽ, bệnh phổi hạn chế, hen, thì chúng ta cũng còn bắt đo để việc để theo dõi cái tiến trình cái gọi là sự suy giảm của chức năng hô hấp của bệnh nhân, đặc biệt là trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta biết tức là cái chức năng hô hấp của bệnh nhân nó sẽ suy giảm dần theo thời gian.
và cái mục đích, cái mục tiêu điều trị là gì? Là để là chặn cái quá trình mà suy giảm chức năng hô hấp của bệnh nhân. Chính vì vậy một cái việc mà chúng ta đo đánh giá chức năng hô hấp là rất quan trọng. Thông thường là gì? Cái khuyến cáo ta đo là gì? Khoảng 3 tháng đúng không ạ? Nếu có điều kiện là 3 tháng, nếu không 6 tháng phải đo một lần rồi. Rồi chúng ta đánh giá một số tác dụng phụ, ví dụ một số bệnh nhân mà điều trị thuốc hóa chất này, ung thư này, một số thuốc mà gây cái tổn thương tổ chức kẽ phổi, mà người ta phải đo trước và sau khi điều trị xem là cái tình trạng mà cái bệnh lý phổi kẽ nó gây ra tình trạng rối loạn thần kinh hạn chế là do những cái thuốc đấy hay không. Rồi hoặc là đánh giá rất nhiều trường hợp gì ạ, các anh chị làm về nội khoa hoặc là hô hấp sẽ được bệnh nhân gửi bệnh nhân đến, đặc biệt là các bác sĩ ngoại khoa, các bác sĩ về ngoại khoa lồng ngực, ngoại khoa về tiêu hóa nghi ngờ là bệnh nhân này có bệnh lý hô hấp, chúng tôi khám hô hấp để xem là gì, cái tình trạng hô hấp này có đảm bảo gây mê được hay không, đúng không ạ, đảm bảo trả cho phẫu thuật hay không, thì chúng ta cũng sử dụng phương pháp là đo chức năng hô hấp để đánh giá cái nguy cơ trước phẫu thuật, nguy cơ suy hấp của bệnh nhân trong quá trình gây mê cũng như là sau khi gây mê xong. Một số những cái chống chỉ định thì chúng ta nắm cái chống chỉ định này là những trường hợp mà như chúng ta đã biết là đo chức năng hô hấp bệnh nhân phải là hít vào thở ra liên tục trong cái điều kiện cả cái bình thường lẫn bằng sức. Chính vì vậy mà khi bệnh nhân có những bệnh lý cấp tính thì về hô hấp tim mạch mà chúng ta không đo được. Ví dụ như bệnh nhân có tràn khí hoặc là tiền sử tràn khí trong khoảng 6 tháng trước, tức là đã có tiền sử là cái nhu mô phổi bị rách rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đo lại ung thư rách nhất chỗ này, chúng ta không đo được, đúng không ạ? Rồi những trường hợp bệnh có nhân có bệnh lý âm phủ và có nguy cơ vỡ, cái lá tạ, áp xe này, kén này, đúng không? Kén khí lớn ở phổi hoặc là bệnh nhân đang ho máu, chúng ta cũng không được chỉ định, vì khi mà chỉ định sẽ làm nặng lên, xuất hiện cái biến chứng khi mà đo. Rồi bệnh nhân có chấn thương vùng hàm mặt, lồng ngực cấp tính, bệnh nhân không thể thực hiện được phép đo trên hô hấp, hoặc là bệnh nhân có những bệnh lý về tim mạch đang cấp tính rồi, hiện đang nóng trong ngực, đang suy tim, đang khó thở như vậy, chúng ta đã cho bệnh nhân đo rồi bảo bệnh nhân gắng sức thì nó sẽ làm nặng thêm cái tình trạng suy tim của bệnh nhân. Một số trường hợp như là bệnh nhân không hợp tác, đây là những trường hợp không phải trong chỉ định mà là người ta không đo được. Để mà đo thì chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân, đúng không ạ? Bệnh nhân làm theo những cái yêu cầu về mặt kỹ thuật thì cái kết quả chức năng hô hấp đấy nó có giá trị và nó đảm bảo tính chính xác cho chẩn đoán được. Ví dụ bệnh nhân bị do tâm thần là nhận biết già quá không thể hợp tác được thì thôi chúng ta cũng đành chịu, không thể đo trong trường hợp đấy. Hoặc bệnh nhân mới phẫu thuật cái vùng ngực bụng vùng mặt đang trong tình trạng mà chưa ổn định thì không thể được đo. Thì các cái bước mà đo trên hô hấp này thì ở các cái địa phương của anh chị thì cái người mà thực hiện đo ấy thì không phải là bác sĩ, đúng không ạ, là có riêng một cái đội ngũ riêng được đào tạo để mà tiến hành đo cho bệnh nhân là các kỹ thuật viên hoặc điều dưỡng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng biết thêm những cái bước cơ bản cái gì thôi, để có thể các anh chị không phải là người trực tiếp nhưng các anh chị cùng nắm được những cái bước cơ bản để chúng ta hiểu được là gì, khi mà đo thì cần đảm bảo yêu cầu gì về mặt kỹ thuật, cần phải hướng dẫn bệnh nhân những cái nội dung cơ bản gì để đảm bảo là cái kết quả này là chính xác, đúng không? Thì đầu tiên thì khi mà đo thì chúng ta sẽ phải truy cập vào phần mềm này. Đấy. Khi phần mềm hiện ra thì sẽ có các cái ký hiệu đây, nó sẽ tiến hành thực hiện. Kích vào những cái biểu tượng ở đây này để chúng ta nhập thông tin bệnh nhân, chúng ta tiến hành phép đo như thế nào. Thì về nguyên lý là gì? Mỗi phần mềm sẽ có một cái giao diện khác nhau. Và mỗi máy nó sẽ có một cái giao diện khác nhau. Chúng ta không thể bảo là học một cái máy này mỗi thể biết là tất cả cái giao diện, nhưng mà nó sẽ có những nguyên lý cơ bản, những cái lệnh cơ bản, ví dụ như là đo FVC thì chúng ta sẽ tìm được cái lệnh FVC trên cái máy đấy, đúng không ạ? Đo SVC hay là SVC thì chúng ta sẽ tìm được cái chỗ đo SVC, đúng không ạ? Đây là cái phần mềm mà của máy Coco. Không biết là có ai trong số các anh chị ở đây đã được đo cái máy này chưa? Cơ sở y tế của các anh chị đã đo cái máy này chưa? Chưa có ai, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái quy trình đo. Đầu tiên là chúng ta những bước rất là cơ bản là nhận phiếu này, đúng không ạ, ghi tên tuổi rồi giải thích cho bệnh nhân. Rồi một bước nữa rất quan trọng là chúng phải đo thì chiều cao cân nặng của bệnh nhân để làm gì, vì khi chúng ta đã biết thì các cái chỉ số tham chiếu, tức là nói nôm na là những để biết xem là gì, cái chỉ số bình thường của bệnh nhân này là bao nhiêu, thì chúng ta phải tính toán dựa vào chiều cao và cân nặng của bệnh nhân, nó không như là những cái chỉ số về xét nghiệm gì ạ, sinh hóa này, xét nghiệm về nguyên học hay là huyết áp chẳng hạn, là chúng ta có một cái giá trị tham chiếu sẵn rồi, đúng không ạ?
là chiếu để đo luôn, không phải tính. Còn ở trong đo trên hô hấp này, các cái giá trị tham chiếu, giá trị mẫu ấy, thì là phải tính toán dựa theo từng bệnh nhân, dựa vào chiều cao, cân nặng, lứa tuổi, trục tập, rồi đúng không? Lưu ý là gì ạ? Nếu mà bệnh nhân mà dùng những cái thuốc giãn phế quản ấy, thì chúng ta phải cho bệnh nhân nghỉ dùng những thuốc đấy, ngừng dùng thuốc đấy bằng cái thời gian mà thuốc nó thải ra hết. Ví dụ những thuốc tác dụng phế giảm, tác dụng kéo dài trong khoảng 12 tiếng thì phải cho yêu cầu bệnh nhân gì ạ? Ngừng trước 12 tiếng đúng không ạ? Rồi những thuốc ngắn mà có tác dụng khoảng 4 tiếng thì phải yêu cầu bệnh nhân ngừng trước 4 tiếng. Tóm lại là yêu cầu bệnh nhân ngừng những thuốc mà có tác động đến phế quản trước cái thời gian mà bằng thời gian thải trừ của thuốc đúng không ạ? Một số những việc mà nó có thể làm ảnh hưởng đến kết quả của bệnh nhân về cái tình trạng của bệnh nhân có thể hút thuốc này, đúng không? Rồi bệnh nhân uống rượu trong khoảng thời gian mà trước đấy, trước khi đo, hoặc bệnh nhân vừa mới khám sức leo cầu thang xong rồi, hoặc là làm hoạt động mạnh thì cũng rất thể gây ảnh hưởng đến hô hấp, hoặc là bệnh nhân thì ăn no hoặc có chật, thì cái này chúng ta sẽ có thể khai thác hỏi bệnh nhân xem là có những cái yếu tố này không. Nếu có thì chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân nghỉ ngơi thêm hoặc hẹn bệnh nhân đo muộn hơn để mà đảm bảo tính chính xác của cái đo trên hô hấp. Rồi những bước này thì nó đơn giản thôi, cái này thì các chị thường nó không phải làm, các kỹ thuật viên phải làm đúng không ạ? Khi mà đến thì người ta sẽ xem bệnh nhân này, ghi tên tuổi, hướng dẫn bệnh nhân này, đo chiều cao cân nặng đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ khi mà truy cập phần mềm thì khi mà bắt đầu bệnh nhân thì nó sẽ hiện ra một phần để mà nhận bệnh nhân mới đúng không ạ? Ở đây nó là hình ảnh như thế này. Các hình ảnh hai người đứng ở đây thì khi mà nhập lên thì sẽ sang một cửa sổ để chúng ta thì thích vào cái chữ là gì, muốn điền thêm bệnh nhân mới thích vào đây. Sau đấy sẽ nhập các cái thông số này, tên tuổi này, ngày sinh và tuổi này đúng không ạ, rồi giới này, chiều cao cân nặng này, tiền sử hút thuốc này, rồi các đặc biệt là gì ạ, chủng tộc đúng không ạ, và cái hệ số mà ước tính của chủng tộc. Tại vì chúng ta biết ở đây là gì, các cái chỉ số về thể tích của phổi nó phụ thuộc vào chủng tộc. Dù người châu Phi khác cùng chiều cao cân nặng đấy, cùng lớn nam, nhưng mà người châu Phi khác người châu Âu, khác người châu Á, đúng không ạ? Người khác thì người nam. Chúng ta nhận những cái đấy. Và ở cái phần chủng tộc đấy thì người Việt Nam chúng ta chọn một cái phần là khác với cái chỉ số tương quan, chỉ số hiệu chỉnh 6%. Các chị chỉ cần biết này. Vì sao? Vì người ta sẽ, máy nó sẽ tự đưa vào cái hàm số để tính, đúng không ạ? Và trong hàm số đấy có một chỉ số gọi là chỉ số tương quan của cái chủng tộc, thì ở Việt Nam tính là 6%. Chúng ta không cần biết là hàm số nó cụ thể như nào, máy sẽ tính hết luôn. Rồi sau khi mà nhập xong đấy, một bệnh nhân ví dụ bệnh nhân nhập đầy đủ các cái thông số trên này, nó sẽ được ok để đo, đúng không ạ? Rồi thì bước hai là chuẩn bị đưa bệnh nhân vào đo. Chúng ta sẽ đo như thế nào? Thì hôm trước có đến chỗ sáng qua có đến chỗ viện Lâm Hà đấy, của mới được trang bị của máy trên hô hấp, thì anh chị có cái thắc mắc liên quan đến vấn đề là tại sao mà máy vẫn hoạt động nhưng mà đo lại không lên ra những cái đường đẹp như là khi đi học đường đẹp như chúng ta biểu diễn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là tại sao lại có cái nguyên do đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có hai cái chỉ số chính của chúng ta đo. Hai cái bước chính. Thứ nhất là gì ạ? Đây là đo gì ạ? SVC, tức là đo cái dung tích sống ở cái điều kiện là bệnh nhân thở bình thường, không phải gắng sức, đúng không ạ? Thì ở máy này chẳng hạn thì nó sẽ có một cái gọi là đây. Ở đây thì nó sẽ cái phần này gọi là perform SVC test, tức là thực hiện SVC. Còn một cái máy khác có thể là gì? Nó sẽ hiện chữ gì? SVC ở đây mình tiếp tục mình đo. Cái đấy thì là mình vì mình từng cái giao diện của máy mà mình chọn cái lệnh phù hợp. Tiếp vào đây một cái sẽ hiện ra cái cửa sổ để chúng ta tiến hành đo, đúng không? Đây là cái cửa sổ đo. Thì nguyên lý khi mà đo ấy là gì? Có một số nguyên lý này thì phải nắm vững là gì? Khi mà đo thì bệnh nhân chỉ thở ra bằng gì? Thở ra hít vào bằng gì? Bằng miệng và phải gì? Kẹp mũi lại. Đúng cái kẹp mũi lại. Có thể bệnh nhân tự dùng tai kẹp, đúng không ạ? Hoặc là có những kẹp chuyên dụng để đảm bảo gì? Tất cả cái không khí từ phổi đi ra hoặc đi vào thì chỉ qua gì? Chỉ qua miệng, đúng không ạ? Mà lúc đấy thì miệng thì gì? Miệng phải ngậm đi.
ngậm kín cái ống thổi để cho diện không gió không khí ra ngoài. Thế toàn bộ cái thông khí, cái không khí cái thể tích nó được ở máy thu nhận hoàn toàn. Cái nguyên lý đấy là nguyên lý đầu tiên, tức là phải thở ra hít vào chỉ bằng miệng và phải gặp ngậm kín tuyệt đối vào cái ống ngậm. Rồi trong cái phép gọi SPC này thì chúng ta sẽ tiến hành như thế này. Đấy. Đầu tiên là yêu cầu bệnh nhân thì khi ngậm vào yêu cầu bệnh nhân thì hít vào thở ra bình thường. Đấy, hít vào thở ra bình thường. Sau đó thì ạ, yêu cầu bệnh nhân thì ạ, hít vào thì ạ, hết sức. Đấy, từ từ nhưng hết sức đến khi gì không hít vào được nữa thì thôi, đúng không ạ? Để hít vào đến khi phổi căng đầy thôi, không thể hít được nữa, đúng không ạ? Thì dừng lại. Sau đó thì ạ, lại yêu cầu bệnh nhân thì ạ, thở ra. Thở ra thì ạ, hết sức đến khi nào không thở ra nữa thì thôi, thì chúng ta sẽ có được cái hình biểu diễn về thể tích, là thể tích này, hít vào và thở ra cộng với nhau gọi là dung tích sống. Dung tích sống ở đây là gì ạ? Dung tích sống thở chậm tức là SVC ở cái điều kiện nhân thở bình thường thì người ta gọi là gì ạ? SVC, đúng không ạ? Anh chị nắm như thế này ạ? Tức là phải yêu cầu bệnh nhân gì ạ? Hít vào hết sức đến khi nào không hít được nữa thì thôi, để phổi căng tối đa, sau đấy lại thở ra đến hết sức khi nào bệnh nhân không còn thở ra, không còn khả năng mà thở ra được nữa để đo được cái chỉ số gọi là chỉ số SVC này, hiểu? Anh chị nắm được cái phần đo SVC này chưa? Đây nó khá đơn giản, không có vấn đề gì cả, đúng không ạ? Sang cái đấy, về cái nguyên lý đo như thế thì thông thường người ta sẽ gì ạ? Đo ít nhất là 3 lần, ít nhất một bệnh nhân đo là 3 lần. Và cái yêu cầu là gì? Cái đường cong, cái đường biểu diễn chúng ta nhìn xem nó phải gì ạ? Phải đều, liên tục, không có gấp khúc, đúng không ạ? Và phải có bình nguyên thì một giây cả ở trên và ở dưới. Và các lần đo thì các cái chỉ số về thể tích nó không chênh lệch nhau quá 5% hoặc là không được cố định. Đấy, lưu ý là thứ nhất là chúng ta phải đo 3 lần chứ không phải đo 1 lần, đúng không ạ? Và các lần đo thì cái thể tích nó không được chênh quá nhau 5% về cái chỉ số, cũng như là gì? Cái đường liên biểu diễn ấy, nó phải liên tục. Đấy, nó liên tục như này. Đấy, không được gấp khúc. Không được gấp khúc này mà nó phải liên tục đều. Như này là yêu cầu, đúng không ạ? Và nó phải có cái bình nguyên là gì? Là cái khoảng thời gian bệnh nhân duy trì được cái gì ạ? Cái thể tích hít vào thở ra tối thiểu là 1 giây cả và hít vào và hít thở ra. Tức là nói nôm na bệnh nhân giữ được cái hơi thở trong cái thời điểm đấy tối thiểu là 1 giây ở cái thời điểm mà bệnh nhân thở ra tối đa hoặc là hít vào tối đa. Đây, chúng ta đo một lần một đường biểu diễn này, đúng không ạ? Đo lần thứ hai là một đường biểu diễn này và các chỉ số sẽ tính ra ngoài. Rồi cái này là sang cái bước thứ hai là cái đo quan trọng hơn là đo SVC. Tức là SVC tức là đo cái dung tích sống cũng tương tự như vậy nhưng mà yêu cầu bệnh nhân thở ra thì ạ, gắng sức. Tức là trong điều kiện bệnh nhân phải thở, tối thở nhanh thở mạnh. Tức là gắng sức, đúng không ạ? F từ force là phải nhanh mạnh. Thì cái nguyên tắc cơ bản cũng như vậy thôi. Cũng phải ngậm gì ạ? Kín miệng vào ống, phải kẹp mũi, đúng không ạ? Rồi ạ. Cũng phải hít vào thở ra. Đến khi nào hít vào tối đa, thở ra tối đa. Nhưng mà ở đây là gì? Cái điểm khác biệt lớn nhất ở đây là gì? Cái chữ lưu ý là gì? Khi mà thì thổi ra là phải thổi ra gì ạ? Nhanh, mạnh, hết sức có thể. Đấy, chứ mà thổi ra từ từ giống như là VC. Ví dụ như là đo SVC thì người ta hít vào xong rồi thổi ra từ từ mà. Đấy, sẽ thổi ra từ từ như thế đến khi nào mà không thổi ra nữa thì thôi. Còn trong đo SVC thì sao phải gì ạ? Phải nhanh này, mạnh và hết sức và phải kéo dài thời gian ít nhất là 6 giây. Ví dụ cho hít vào thời gian sao? Đấy, phải nhanh như thế và cái hơi nó phải kéo dài. Đấy, nó khác biệt giữa hai cái đó cơ bản là như thế. Nếu mà chúng ta gì ạ? Mà cũng thở ra không đủ nhanh mạnh là gì ạ? Sẽ không thì có cái đường tiêu chuẩn như là FVC đâu. Đấy, và cái chỉ số khi mà tính lại thì nó sẽ sai lệch. Và cái việc mà đo FVC này thì nó sẽ giúp chúng ta tính nhất là chỉ số gì nhỉ? Tính nhất là chỉ số FEV1 khi mà đo FVC. Tức là phép đo FVC như khi đo xong chúng ta sẽ có được chỉ số gì ạ? Chỉ số FVC và cả chỉ số FEV1 dựa vào cái phép đo này nữa. Nên là chúng ta phải đảm bảo chính xác cái yêu cầu về kỹ thuật là gì? Bệnh nhân ngậm kín này, hoặc kẹp mũi này. Rồi gì ạ? Khi mà gì ạ? Sau khi hít vào hết sức rồi, căng đầy phổi rồi, đúng không ạ? Thở ra đi, nhanh mạnh hết sức có thể ngay lập tức luôn. Đấy, và kéo dài. Đấy. Đây cái đường biểu diễn khi mà chúng ta đo như thế này.
bệnh nhân đầu tiên là bệnh nhân gì? Hít thở bình thường. Hít thở bình thường sẽ như chu kỳ bình thường. Đấy, sau đấy là gì? Bệnh nhân gì ạ? Hít thở hết sức này. Để khi mà căng đầy phổi rồi, không hít được nữa thôi, thì bệnh nhân gì ạ? Sẽ thổi ra nhanh mạnh hết sức có thể ở đây. Thì nó sẽ do cái đường chuyển diễn này. Và cái đường này là cái đường về lưu lượng. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái dây đầu tiên thì cái lưu lượng thở ra mạnh nhất nó sẽ xuất hiện trong dây đầu tiên, và sẽ có được cái gọi là cái lưu lượng đỉnh, tức là cái gì ạ, cái chỉ số lưu lượng nó đạt đỉnh trong một dây đầu tiên. Thì là gì? Thì cái phép đo đấy nó mới chính xác. Đấy. Còn nếu mà chúng ta không đạt cái lưu lượng đỉnh, đấy, cái chỉ số cái lưu lượng cao nhất trong dây đầu tiên, nói nôm na là gì? Bệnh nhân phải thở ra nhanh nhất là gì ạ? Trong dây đầu tiên thì cái phép đo này nó mới có giá trị chính xác được. Còn nếu mà bệnh nhân mà không thở ra nhanh nhất được trong cái dây đầu tiên thì cái phép đo này nó gì ạ? Nó không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật. Và chúng ta nhìn kết quả này là gì? Nó bị sai được hoàn toàn, được không? Rồi. Đây thì chúng ta sẽ đo được cái cách như thế này. Đấy. Khi bệnh nhân thở ra nhanh mạnh hết sức có thể thì nó sẽ được cái đường cong này, là cái đường đỉnh lưu lượng ở đây. Sau đấy thì cái lưu lượng nó giảm dần đến khi nào gì ạ? Hết khí rồi thì nó sẽ thoải dần xuống. Đấy là cái đường biểu diễn của một bệnh nhân bình thường là như vậy. Thì các anh chị phải lưu ý cái chỗ này, khi mà chúng ta đọc kết quả, đặc biệt là các bác sĩ đọc kết quả, là chúng ta phải đọc cả những cái chỉ số nhé. Cái chỉ số đương nhiên rồi, xem là bình thường, bất thường, tắc nghẽn hay hạn chế. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhận định cái đường biểu diễn này để xem là gì, nó có đạt yêu cầu được không? Đấy. Và nó có chính xác hay không? Hay thậm chí một số trường hợp có gây nhầm lẫn hay không? Đấy, cùng là tắc nghẽn nhưng mà nhiều bệnh lý khác, ví dụ như u rồi, ung thư rồi, nó cũng gây rối loạn thần kinh tắc nghẽn tương tự, cái kết quả nó y hệt như vậy, nhưng mà cái đường biểu diễn nó hoàn toàn khác. Lát chúng ta sẽ xem một cái phần mà nhìn thấy kết quả. Rồi về cái yêu cầu của cái phép đo này thì chúng ta nói rồi, nó nhắc lại là gì? Bệnh nhân phải hít vào, thở ra là hết sức, và gì ạ? Phải đảm bảo gì? Lúc mà thở ra phải gắng sức tối đa, tức là nhanh mạnh hết sức có thể, đúng không ạ? Và thở ra liên tục, không được ngập ngừng, không được ho, không được dừng lại, không được sặc nấc vân vân. Và cái thời gian thở ra tối thiểu là từ 6 giây đến 15 giây. Đấy. Tối thiểu là như vậy. Tuy nhiên có một số bệnh nhân yếu quá già quá mà không được thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Đấy. Ví dụ những bệnh yếu quá già 80 tuổi đấy, hoặc là bệnh phổi hay hoạt tính nặng quá thì mình có thể chấp nhận. Và nó phải có cái bình nguyên, nó là có được cái bình nguyên thở ra ít nhất là 1 giây. Thế là cái thời điểm mà duy trì được cái thể tích thở ra liên tục như vậy. Rồi về các cái kết quả của chúng ở đây thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta đo gì ạ? Tối thiểu là 3 lần cho cái FVC này, bất kỳ bệnh nhân nào cũng vậy. Và nếu mà không được thì chúng ta phải làm lại, nhưng mà người ta khuyến cáo là đo thì không quá 8 lần, đúng không ạ? Và giữa các lần đo các chỉ số chênh nhau không quá đến 5% hay trong việc một tí. Thì đây là cái đường biểu diễn mà gì ạ? Của 3 lần đo FVC. Chúng ta thấy rằng là gì? Nó đều đạt cái đỉnh lưu lượng trong giây đầu tiên. Đây là cái hình gì ạ? Minh họa hình biểu diễn là chuẩn của cái phép đo FVC, nó thành như thế này. Và để có được cái đường đường này thì bệnh nhân phải đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật mà chúng ta vừa trao đổi, đúng không ạ? Phải ngậm kín ống, đúng không ạ? Phải thở ra liên tục, không được ngắt quãng, phải thở ra nhanh mạnh hết sức có thể, phải kéo dài tối thiểu là 6 giây, đúng không ạ? Thì bệnh nhân sẽ đạt được cái đường này, cái đường biểu diễn hình sơ đồ về gì ạ? Thời gian và lưu lượng như thế này, à lưu lượng về thể tích, một cột về lưu lượng về thể tích, đúng không ạ? Cái bước tiếp theo thì là in vào cho kết quả, không có gì cả. Đấy, thì sau khi mà in thì chúng ta sẽ thấy được thì cái bảng kết quả sẽ có những chỉ số như này. Đấy, cái này chị cũng lưu ý là rất là hay nhầm ở đây. Đây nhá, có. Đây là các chỉ số đây, đúng không ạ? Đây. Đúng không ạ? Cột này thuộc các chỉ số, đúng không ạ? SVC này, FVC này, FVC1 này, FVC1 này, FVC này, đúng không ạ? Thì yêu cầu với các anh chị là gì? Yêu cầu cơ bản chúng ta chỉ cần quan tâm đến những chỉ số là gì ạ? FVC, FVC1 và FVC1 trên FVC thôi. Để mà chẩn đoán là để mà theo dõi để điều trị. Còn sẽ có rất nhiều chỉ số khác mà chúng ta có thể chưa cần quan tâm. Vì sao? Vì thứ nhất là những chỉ số này chưa được đưa vào khuyến cáo để chẩn đoán và điều trị, đúng không ạ? Có thể được dùng trong nghiên cứu theo dõi bệnh nhân giữa lần đo, giữa lần này lần khác,
Nhưng mà để mà gọi là gì, khuyến cáo và chẩn đoán và điều trị như là hen hay suy thì những chỉ số khác chưa được khuyến cáo. Nên chúng ta chỉ cần quan tâm đến bạn chỉ vậy, là sốt nóng trên cái đo trên nó thông thường, đúng không ạ? Thì ở đây sẽ có cái cột nó ghi là gì ạ? Chữ gì ạ? GRED đây. Nó thể hiện cái giá trị của này là giá trị gì? Giá trị gì ạ? Những cái số ghi trên cột này là giá trị gì theo anh chị? Dự đoán. Giá trị gì ạ? À là cái giá trị dự báo. Cho nên nếu bệnh nhân đấy bình thường với cái chiều cao cân nặng lứa tuổi đấy thì bệnh nhân sẽ đạt được cái giá trị này. Đấy gọi là giá trị dự đoán của bệnh nhân, các chị lưu ý nhá. Đấy nó chỉ có chữ GRED này, GRED này. Đấy, chỉ khác với chữ này là gì? Thiếu chữ D thôi nhá. Đấy, khác này lưu ý. Rồi. Cái cột mà LLN này là cái cột mà giới hạn dưới. Nó cũng là giá trị dự báo nhưng mà nó cho cái giá trị dự báo thấp nhất. Đấy thì chúng ta nếu mà không cần đi sâu vào thì cũng có thể gì ạ? Không cần quan tâm lắm. Với những cái máy mà nó không quá hiện đại thì nó sẽ không tính được giá trị ở đâu. Chỉ cái máy nào hiện đại đời mới thì nó mới tính được cái giá trị LLN thôi. Còn cái giá trị GRED thì máy nào cũng bắt buộc phải tính được. Kể cả máy hiện đại, máy không hiện đại, máy đời cũ đời mới đều phải tính giá trị nào. Đấy anh chị lưu ý lại cái cột này của cái gì nào. Cái cột thứ hai là cái cột gì đây? Cột gì đây ạ? GRED đúng không ạ? Là gì? À, những cái giá trị trong cái cột này là giá trị của bệnh nhân đo được đúng không? Nhưng tại sao có chữ GRED? Là gì ạ? À, là trước khi làm gì? Trước khi làm cái test một phế quản ấy, thì người ta viết tắt một chữ gì ạ? GRED đúng không ạ? Rồi có chữ có một cái cột chính như thế thì lại có một giá trị là gì ạ? Post, tức là gì? Sau khi làm test đúng chưa? Đây là một cái cột giá trị của bệnh nhân trước khi làm test và một cái cột sau khi làm test, được chưa? Nếu bệnh nhân nào không làm test thì thôi, thì đương nhiên là cái cột này thì sẽ không có nó trống, thì đương nhiên bệnh nhân chỉ có một giá trị ở cái cột trước làm test thôi, được chưa? Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Khi mà nhìn vào những cái giá trị này thì chúng ta đặt như thế nào? Đấy, đầu tiên là cách đặt, cách nhận diện đã. Chưa biết là bình thường hay bất thường, chúng ta xem nhận diện như thế nào đã. Nói ví dụ chỉ số SPC đúng không? À, dự báo là 2,8 lít đúng không ạ? Rồi tiết cổ bệnh nhân bao nhiêu đấy ạ? 2,67 đúng không ạ? 2,67 và nó sẽ gì ạ? Tính ra phần trăm so với giá trị dự báo là bao nhiêu? 95%. Ok, cái này chắc dễ đúng không ạ? Rồi giá trị về FEV1 đúng không ạ? Dự báo phải được 2,31 lít đúng không? Còn bệnh nhân này được bao nhiêu đây? 2,54 đúng không ạ? Tính ra thì là được 110%. Ok. Thì đối với hai giá trị này các anh chị có thể quy đổi ra phần trăm để mình xem là gì, cái giá trị của bệnh nhân nó là tương ứng so với giá trị dự báo là bao nhiêu phần trăm. Nhưng lưu ý ở cái giá trị này FEV1 trên FVC dự báo là 0,83 đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt giá trị nào? 115 hay 0,95 theo anh chị? Cái này rất nhiều người nhầm này. Rất nhiều người nhầm không biết đặt cái cột nào trong cái chỉ số FEV1 trên FVC. Đấy. Tại vì sao nó liên quan đến định nghĩa của chúng ta đúng không? COPD hay là hen là phải là rối loạn trung kỳ tắc nghẽn. Chỉ số FEV1 trên FVC là gì ạ? Là dưới 17. Đấy nên chúng ta đọc nhầm nó phù hợp quan. Đấy. Thế bây giờ ở đây có hai cái giá trị, một là 0,95, hai là 115. Chúng ta lấy cái nào ra để chúng ta so sánh với 0,7 đúng không? Giả sử trường hợp này là một cái nó dưới 0,7, một cái nó trên 0,7, chúng ta lấy cái nào chúng ta so sánh? Đấy, cái này rất quan trọng. Lấy cái nào ấy? Cái này hay cái này? 0,95 hay 115? Đây, cái nào? Cái cột 2 ạ, anh là ý anh là cột 2. Ai ý kiến khác là cột 1 không? Cột 1. Anh chị lưu ý nhé, thì trong trường hợp này cái giá trị ở cái cột phần trăm này là cái giá trị tự động máy nó tính thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì về của bệnh nhân cả. Mà nó tự động lấy cái số 0,95 này chia cho số 0,83 này ra số 115 này, và nó không có ý nghĩa gì cả. Cái giá trị chúng ta cần quan tâm để so sánh với cái số 0,7 ấy là cái 0,95 này. Vì nó có được là sao? Vì nó lấy gì?
thì nó lấy gì ạ? 0, gì? Nó lấy 2,54 chia cho 2,67 là ra 0,95. Nếu anh chị nào mà thấy lung tung quá, không biết được thì lấy hẳn chỉ số này, chỉ số FMC1 chia cho chỉ số thì FMC xem có gần giá trị nào, thì chúng ta phải lấy cái giá trị đấy để gì ạ? Để so sánh xem có phải hay không. Còn ở đây cái phần trăm này thì nó chỉ là tự động, nó tính lấy cái này chia cái này cái phần trăm, máy nó tính một cách tự động, thụ động chứ đúng ra là không nên để ở đây, để đây nó sẽ bị nhầm. Và cũng trường hợp nguy hiểm nữa là gì các anh chị biết không? Do để cho mọi người dễ nhầm nhất là gì, dễ nhầm hơn là gì, có một số máy thì nó không ghi 0,95, nó ghi là gì? À, nó ghi 95%, đúng không ạ? Đây một cột là 95%, một cột là 115% nữa. À, ví dụ thế, thì lúc đấy mọi người còn dễ nhầm hơn. Lúc đấy chúng ta không biết là chọn cái chỉ số nào để chúng ta mang ra so sánh là gì với 0,7 trên hay dưới 0,7. Đấy, anh chị phải lưu ý cái đấy, đúng không ạ? Thì cái lưu ý là gì? Cái giá trị FEV1 trên FEC này nó được tính bởi gì ạ? Chỉ số FEV1 đúng không? Chia cho FEC. Nên chúng ta không quan tâm chỉ số quy đổi ra phần trăm giống như là gì? Chỉ số FEV1 FEC. Các chị nắm được chỗ này chưa ạ? Cái này rất hay nhầm đấy. Nhầm rất nhiều, rất nhiều. Mọi người hay không mắc cái này. Vì một số cái máy có thể là các cái cơ sở y tế của chị, cái máy nó cũng giống nhau, đúng không ạ? Có cái máy nó ghi ở đây là 0,83 không? Cái máy này ghi 0,83 nhưng một số máy ghi là 83%. Còn máy nó ghi 95%. Thì bản chất nó cũng như nhau, nhưng cái cách thì hiển thị nó sẽ dễ làm cho những người đọc và nhiều lẫn hơn. Chỉ như vậy. Rồi, đây là cái đường mà các cái bước sau mình đọc và trả kết quả nhìn ra thì không có gì cả. Ta không phải quan tâm lắm như đấy. Thì chúng ta sẽ sang cái phần là đọc. Đỉnh, giống như chúng ta thổi cái lượng đỉnh hôm qua, các anh nhìn lượng đỉnh chưa? Bình thường có thể đo được lượng đỉnh dựa vào một công cụ rất là đơn giản, như là cái kèn thổi vào đấy và xem nó hiện được cái mức tối đa bao nhiêu trên cái mức của cái hàng kèn. Rồi hai cái chỉ số cuối cùng là chỉ số về TLC, tức là dung tích toàn phổi và thể tích khí cạn. Thì hai cái chỉ số này cái máy bình thường không đo được, cái máy nhỏ nhỏ đơn giản chúng ta đo được. Mà nếu muốn đo là phải đo bằng cái máy này, rất to có cái buồng nhưng vừa chiều các chị. Đấy. Rồi về các cái bước ạ, thì cái bước đầu tiên chúng ta phải xem là gì? Xem cái chất lượng đo, xem bệnh nhân thực hiện có đúng không, đúng kỹ thuật không. Làm thế nào để biết được bệnh nhân có thực hiện đúng kỹ thuật hay không? Theo anh chị thì chúng ta làm thế nào để biết được bệnh nhân có thực hiện đảm bảo đúng cái yêu cầu kỹ thuật mà cái phép đo đòi hỏi hay không? Ví dụ như là xem bệnh nhân có thở ra hết sức hay không, thở ra có ngập ngừng hay không, có ho trong lúc mà đo hay không. Có hai cách đúng không ạ? Cách đầu tiên là gì? Cách đầu tiên là nhìn bệnh nhân đo, đúng không ạ? Đứng trực tiếp để mà nhìn. Cách đơn giản nhất, dễ nhất, cứ đứng thôi nhìn. Nhưng mà chúng ta là gì? Làm gì có thời gian, chúng ta là bác sĩ mà, chúng ta làm sao mà đứng nhìn được. Còn cái cách thứ hai là cách gián tiếp là gì? Chúng ta nhìn những đường biểu diễn, cái đường biểu đồ, cái bước này rất rất quan trọng và nó là cái cơ bản trong đọc trên ống hấp. Còn nếu anh chị chỉ đọc dựa vào mấy cái chỉ số ấy thôi thì sao? Thì là gì ạ? Nó không đủ sâu, đúng không? Và nó rất dễ gây được dương tính giả, âm tính giả, sai cái kết quả. Và nếu mà đọc ở đấy thì quá dễ, ai chỉ đọc được? Thì có những cái đo về đọc về gì ạ? Đánh giá những cái đường cong này, đường biểu diễn này. À, có thể đòi hỏi các trình độ của bác sĩ thôi. Còn bình thường là điều dưỡng, nếu những người nào người ta để ý, người ta phải học chuyên sâu thì mới đánh giá được, đúng không ạ? Rồi thì nó sẽ có một số cái yêu cầu như sau. Thứ nhất là gì? Đương nhiên là bệnh nhân phải hiểu chỉ dẫn này, đúng không? Bệnh nhân hít vào này, thực hiện với năng suất cao nhất này, thở ra và hít vào liên tục. Tức là trong quá trình hít vào thở ra bệnh nhân không được ho, không được ngừng, không được nấc, không được nghẹn,
nuốt chẳng hạn đấy, đúng không? Rồi khi thở ra thì như vừa nói chị là gì, phải đảm bảo là có cái bình lưu lượng trong cái giây đầu tiên, biểu hiện của cái việc là bệnh nhân thở ra nhanh mạnh hết sức có thể thì sẽ đạt được cái đỉnh này. Và cái thời gian thở ra của bệnh nhân kéo dài tối thiểu là 6 giây đấy. Thì chúng ta sẽ xem, đúng không? Như thế này là cái tiêu chuẩn giữa các cái lần còn lại mà. Đây, đây là cái đường biểu hiện. Cái thứ này các anh chị cố gắng là gì? Ghi nhớ trong đầu, ghi nhớ, in sâu cái hình ảnh trong đầu để chúng ta so sánh. Thì bao giờ chúng ta để ý rằng đây là cái biểu đồ, đúng không ạ? Biểu đồ sẽ có hai trục, trục gì? Trục gặp, đúng không ạ? Là trục về gì ạ? Flow tức là gì? Lưu lượng. Trục gì ạ? Trục ngang. Là trục về gì ạ? Thể tích, đúng không ạ? Thì trên cái sơ đồ về biểu đồ về lưu lượng thể tích thì cái phép đo FPC thì nó sẽ có đường biểu diễn như thế này. Đây là một cái đường gì ạ? Khi mà thầy thở ra, đúng không? Thì nó sẽ đạt được đỉnh ngay sau khi bệnh nhân thở ra, sau đó diện sẽ thoải dần, thoải gấp dần xuống, gấp dần xuống. Thì đây là cái đường biểu diễn chuẩn. Nhìn vào đường này thì ta biết là bệnh nhân thở ra chuẩn, thở ra thì liên tục này, đúng không ạ? Đường nó liên tục này, không ngập ngừng này, không ho này, đúng không ạ? Không nuốt này, và gì đảm bảo được bằng sức là nhanh mạnh hết sức có thể. Đấy, trong cái giây đầu tiên thì sẽ đạt được đỉnh. Lát nữa chúng ta sẽ xem gì những cái hình ảnh nó sai lệch như thế nào, đúng không? Còn cái đường ở dưới này thì là cái đường bệnh nhân hít vào đấy, thì nó đảm bảo là nó liên tục, đúng không ạ? Không cần đỉnh như thế này nhưng nó phải tròn đều và nó liên tục. Cái này nó hơi vẫn hơi ngập ngừng một chút nhỉ, đấy, nó hơi ngập một chút, nó phải liên tục nhưng hơi thẳng đấy. Đấy, các chị nhớ ghi nhớ hình ấy chưa? Ghi nhớ hình ấy trong đầu đấy, thì chúng ta sẽ so sánh với những hình khác. Còn đây là cái đường mà cái cột cái biểu đồ thứ hai là cái biểu đồ về một cột là gì ạ? Thể tích, một cột là thời gian. Thì chúng ta sẽ xem là gì ạ? Bệnh nhân về thời gian bệnh nhân thở ra có tối thiểu được 6 giây hay không? Đấy, chúng ta cũng ghi nhớ cái biểu đồ này. Đấy. Từ 6 giây nếu bệnh nhân chỉ thở ra đây thôi, đúng không? Được có 5 giây thôi. Được chưa? Ra thì từ đây đến 6 giây hết đi. Được chưa? Và phải có bình nguyên. Cái bình nguyên là gì các anh chị biết không? Bình nguyên tức là gì? Một cái đoạn trên cái trục thời gian này trong một giây này là gì? Cái giá trị về thể tích nó không thay đổi trong một đoạn này. Ví dụ như bệnh nhân mà thở ra nó cũng được 6 giây nhưng như này thì là gì? Là không đạt cái bình nguyên này. Cái bình nguyên là cả một cái đoạn thẳng ít nhất là một giây trong cái gì thở ra như thế này. Đấy, chúng ta cắt một giây là được, giây thì 6, giây thì 7 đúng không? Cái này đúng không ạ? Thì bệnh nhân thì thể tích là gì? Nó không thay đổi quá 100 ml thì gọi là bình nguyên. Đây, hãy sơ đồ biểu diễn điểm của cái điều kiện gì? Trục đi. Thể tích và thời gian ấy. Chỉ phải lưu ý khi chúng ta xem sơ đồ chúng ta phải biết được cái biểu đồ biểu gì. Thì thời gian này nhất là gì ạ? 6 giây đúng không? 6 giây đây đúng không? Kéo lại 6 giây. Đấy, và có gì? Có cái đường bình nguyên ít nhất 1 giây. Tức là một cái đoạn trong vòng 1 giây mà cái thể tích này không thay đổi quá 100 ml thì gọi là bình nguyên. Yeah. Rồi, đấy là chúng ta sẽ xem các cái đường biểu diễn bình thường nhé. Yeah. Làm như thế chỉ có duy nhất một cách anh chị nhớ nhớ trong đầu cái đường biểu diễn là dễ nhất, không có cách nào khác cả. Yeah. Rồi các cái rối loạn thông khí thì đầu tiên là rối loạn thông khí hạn chế, đúng không ạ? Thì là gì? Nó biểu hiện bằng cái chỉ số là gì? Số FPC nó xuống nó giảm, đúng không? Thì chúng ta thấy đây là gì? À, khi mà dân thông khí hạn chế thì trên cái lượng đồ về FPC thử tích và lưu lượng thì cái đường biểu diễn của bệnh nhân về chiều ngang sẽ co lại, thử tích là chiều ngắn hơn. Bệnh nhân này giả sử mà bình thường thì phải đạt được cái đường như này, đúng không ạ? Nhưng mà đường sẽ bóp lại theo chiều ngang này. À, đây là hình biểu diễn của dân thông khí hạn chế. Đây, cái rất là cái tắc nghẽn đây. Đây là của nhân sinh đi đấy. Điển hình là như thế này, đúng chưa? Bình thường với một bệnh nhân thì ta phải thở ra như thế này, đúng không? Như chúng ta vừa trao đổi rồi. Đấy, đưa cái thể tích đỉnh này, lưu lượng đỉnh, sau đó sẽ giảm dần giảm dần theo chiều rộng, đúng chưa? Nhưng ở nhân sinh đi thì sao? Đấy, cái thể tích lưu lượng này nó giảm, FPC1 nó giảm. Cái này là cái chỉ số biểu hiện của FPC1 này. Và đây, nó lõm nữa.
nó rõ ràng của mình. Bình thường đường nó sẽ thoải dần dần hoặc là nó sẽ hơi rõ một chút ở người lớn tuổi. Người càng lớn tuổi thì đường này nó càng rõ, chỉ hơi rõ một chút thôi. Nhưng ở SUV thì nó sẽ rõ hẳn của mình. Hay là ở những bệnh nhân dối loạn thần kinh tắc nghẽn sẽ rõ hẳn của mình. Chị thấy chưa? Rồi, đây là những cái hình mà người ta biểu diễn, biểu diễn các cái dối loạn thần kinh khác nhau, các thần kinh khác nhau. Để mà nhìn ra được thì chúng ta phải nhớ đi, nhớ cái hình bình thường ban đầu đấy thì chúng ta mới nhìn ra được. Ví dụ ở cái hình này là gì, rối loạn thần kinh tắc nghẽn điển hình, yeah. Chỉ số em đều thấp này, đúng không? Rồi nó rõ như này. Đường thứ hai là gì? Cái này là rối loạn không khí gì ạ? Rối loạn không khí hạn chế, hạn chế thôi, đúng không? Khi mà rối loạn không khí hạn chế thì sao? Nó sẽ giảm cái thể tích, chủ yếu thể tích, và đương nhiên nó sẽ kéo theo gì, giảm FVT1 nữa. Ở những rối loạn không khí hạn chế này thì nó giảm cả hai chỉ số, nên khi mà chúng ta chia ấy, chia FVT1 cho FVC thì nó vẫn giảm được 7. Thế thì cả hai chỉ số nó cũng giảm, đúng không ạ? Rồi cái đường C đúng không ạ? Đây là cũng là rối loạn không khí hạn chế, nhận nên nó sẽ giảm theo cái chiều này, thể tích như này. Và cái đường D này là cái đường hỗn hợp, tức là vừa có rối loạn không khí hạn chế, vừa có rối loạn không khí tắc nghẽn. Thì đây là một số cái đường biểu diễn về cái hiện trạng các cái rối loạn không khí. Tất nhiên là khi chúng ta nhìn biểu đồ ấy thì cái việc đầu tiên quan trọng nhất không phải là chúng ta đọc là hạn chế hay là tắc nghẽn trên biểu đồ ấy đâu, chúng ta xem bệnh nhân đo có đúng cách không và cái phép đo đủ tiêu chuẩn hay không. Còn việc mà nhận định là về hạn chế về tắc nghẽn chúng ta phải xem gì ạ, xem có chỉ số nữa, đúng không ạ? Biểu đồ là chỉ minh họa cho cái chỉ số đấy thôi. Đấy. Rồi những trường hợp là gì ạ? Đây có rất nhiều trường hợp, các chị để ý này. Trường hợp này, những trường hợp này nhé, khi mà đo lên nếu mà chỉ nhìn chỉ số thôi, ta chỉ nhìn mỗi cái bảng FVT1 trên FVC thôi, thì nó giống hết với cả gì ạ? Rối loạn thần kinh tắc nghẽn. Đọc ra là rối loạn thần kinh tắc nghẽn hết. Nhưng mà nó sẽ có hình ảnh khi mà nhìn vào biểu đồ, nó có những hình cắt cụt như thế này, cắt cụt trên hoặc dưới cả hai đầu. Vì là gì? Là những trường hợp nó tắc nghẽn đường thừa trung tâm do gì ạ? À? Do u có thể u trong lòng phế quản. Như chúng ta xem hôm trước trên hôm bài hôm trước chiều qua trên X quang ấy, hoặc là u gì ạ? À? U tuyến giáp, đúng không ạ? Nó chèn đường thở, u tuyến giáp chèn thở nó sẽ gây hình trạng như thế này. Đấy. Hoặc là u ở gì ạ? U ở dây thanh, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Bất hoạt dây thanh nó không đóng mở được thì nó sẽ gây ra cái cắt cụt, có thể là cả hai đầu, có thể đầu tiên đầu cuối. Mà cái điều nguy hiểm của trường hợp này là gì? Nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào một chiếc thang gốc, cái giá trị FVT1 trên FVC trên cái bản đó thông thường thôi thì nó giống hệt với rối loạn thần kinh tắc nghẽn. Các chị lưu ý như thế. Đấy là lý do tại sao chúng ta phải xem biểu đồ. Đây. Bệnh nhân là gì? U trung cấp xong là khí quản này. Ta nhìn được đấy. Bởi vì khi mà thở vào đáng nghẽ là gì? Hít vào thở ra đúng không? Phải xuống đến đây thở ra hết sức này. Khi mà thở ra xong phải đến đây đúng không? Đến đây xong chiều xuống đây đúng không ạ? Đấy, bình thường là như thế. Nhưng mà bệnh nhân thì không được cái đỉnh này. Như thế này. Còn bệnh nhân này là u trung cấp xong là khí quản. Đấy, không được. Chạy hết rồi. Kín khí quản. Bệnh nhân này thế mà bệnh nhân này sau đó đóng một khí quản, không thể thổi quy định. Bình thường là chúng ta thổi này đúng không? Vừa thổi đỉnh lên đây, xuống đây đúng không? Đỉnh lên, xuống đây. Còn bệnh nhân này cắt cụt hoàn toàn, Rồi, đây chúng ta sẽ đi vào cái quy trình phân tích các cái kết quả chúng ta có được dựa vào cái bản kết quả đúng không? Vừa rồi là chúng ta đọc gì? Đọc biểu đồ, đọc lượng đồ đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ đọc một cái kết quả. Được. Thì khi mà đọc một kết quả này chúng ta đọc cái gì? Đầu tiên chúng ta xem chỉ số gì nhỉ? Chỉ số FVT1 trên FVC, đúng không ạ? Đấy. Xem là nó trên 70% hay dưới 70%. Lưu ý là khi xem cái này chúng ta phải chọn đúng chỉ số mà xem, đúng không ạ? Như vừa rồi chúng ta có thể chọn nhầm. Máy có thể hiện ra những chỉ số có lúc. Đấy. Thì nếu mà trên
80% trên 70% đúng không ạ? Thì là có nghĩa là gì? Là không có rồi, chúng ta nghe và gì ạ? Lúc đấy chúng ta xem tiếp là gì? Chỉ số SPC là bao nhiêu? Nếu mà là trên 80% thì kết luận là gì? Chức năng thông khí của bệnh nhân. Nếu mà dưới 80% thì chúng ta sẽ gọi là gì? Hướng đến là nghĩ đến là theo dõi, có thể bệnh nhân này có cái dối loạn thông khí hạn chế. Vì để chẩn đoán được dối loạn thông khí hạn chế là gì? Phải đánh giá được gì? Thông khí thì toàn phổi dựa vào chỉ số TVC. Và muốn có chỉ số đấy thì phải đo máy cái kính thân rất to. Chứ còn cái máy bình thường này thì không chẩn đoán xác định được là gì? Dối loạn thông khí hạn chế. Thì đánh giá mức độ thì các có thể chia ra thì từ 60 đến 80, từ 40 đến 60, dưới 40 là chế nặng nhẹ cho mình. Rồi, cái trường hợp thứ hai là gì? Chúng ta nhìn chỉ số SNT1 trên FPC nếu mà dưới 7% đúng không? Là gì ạ? Kết luận là gì? Có dối loạn thông khí tắc nghẽn. Nhìn chung trong tất cả những trường hợp đều là như vậy. Tuy nhiên thì nó sẽ có một số trường hợp nó đặc biệt hơn. Một số trường hợp có dương tính giảm, có tính giảm. Ví dụ nhá, là ví dụ ở những người già 80-90 tuổi chẳng hạn, đúng không? Thì cái chỉ số bình thường người ta có thể chỉ là gì? 65% thôi. Đấy, 90 tuổi là chỉ là 65%. Và để đo thì có thể là gì? FP1/FC là 69 chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta áp dụng vào cái khoang là 70% này thì cũng có thể là gây gì? Gây dương tính giảm, đúng không? Hoặc là ở người trẻ chỉ số người ta có thể lên tới gì? 80%, tức là 0.8 thôi. Và chúng ta mốc chỉ số khi mà đo được là 0.71 chẳng hạn, thì nếu mà sử dụng với cái mốc này thì có thể thấy là tình trạng. Thì tất nhiên đấy là những trường hợp khi chúng ta đi sâu vào, chúng ta đánh giá từng cái trường hợp cụ thể, xem là phụ thuộc vào triệu chứng, phụ thuộc vào cái tình trạng khám bệnh nhân nữa. Còn vì sao người ta lại đưa ra cái chỉ số 70% này? Tại vì sao? Vì khi mà xây dựng cái khuyến cáo để cho anh chị để mà áp dụng thì chúng ta phải đưa ra một con số cụ thể nhất, đúng không? Đơn giản nhất để tất cả mọi người đều có thể thực hiện. Đặc biệt là gì? Tại cái tuyến y tế, cơ sở tuyến huyện, tuyến xã, chúng ta mà đưa vào diện 65-80 này xem, thì chúng ta có thể làm phức tạp cho người bệnh và mọi người lúng túng chẩn đoán. Nên chúng ta chấp nhận là gì? Sẽ nếu mà lấy cái chỉ số là 70% này thì sẽ có một gì? Một số lượng bị gì? Bị dương tính giảm, đúng không? Ở những người già, đúng không? Hoặc là một số lượng bị gì? Bị âm tính giảm ở người trẻ. Để chấp nhận không? Mà chấp nhận. Bất kỳ một xét nghiệm nào cũng có như thế, kể cả xét nghiệm về máu, xét nghiệm về huyết áp, xét nghiệm về tim mạch đều có một chỉ số dương tính giảm ở tính giảm hết. Và lúc đấy chúng ta phải thăm khám về lâm sàng, đúng không ạ? Rồi thăm khám về tình hình bệnh nhân. Rồi thì sau khi mà đánh giá rồi thông tin các nghẽn rồi, đúng không, chúng ta sẽ đánh giá thêm vào chỉ số gì? SPC nữa. Nếu mà chỉ số SPC này nó bình thường, tức là trên 80%, đúng không, thì là chỉ có dối loạn thông khí tắc nghẽn thôi, đúng không ạ? Nếu mà chỉ số này là dưới 80% thì sao? Thì có thể bệnh nhân này có thêm cái dối loạn thông khí hỗn hợp nữa, có thể đâu chúng ta không khẳng định được, đúng không? Và để đánh giá được chúng ta phải đo này TVC để chắc chắn xem có dối loạn thông khí hỗn hợp ở đây không, là kèm theo hạn chế không? Rồi một cái chuyện là nhẹ nặng trung bình, nặng rất nặng thì các chị biết rồi, đúng không ạ? Cân độ mức độ tắc nghẽn theo hôn. Rồi những chỉ số về PS2575 thì nó mình có thể tham khảo thêm, còn mình không cần bắt buộc phải đưa ra những cái trên lâm sàng. Rồi bước tiếp theo là chúng ta làm gì? Là test hồi phục phế quản, hay còn gọi là gì? Test giãn phế quản. Test sang mô tâm môn, nhiễm sắc hồi phục phế quản, vân vân, rất nhiều tên gọi. Thì cái chỉ định ở đây không phải là như này đâu, không phải là chỉ trường hợp nào tắc nghẽn cũng mới làm đâu. Đây là cái chỉ định của y tế. Còn chỉ định về chuyên môn thì sao? Chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào mà chúng ta nghi ngờ. Đương nhiên là khi bệnh nhân có tắc nghẽn chúng ta phải làm rồi, xem là gì ạ? Sau khi làm test có tắc nghẽn không? Nhưng mà kể ở những bệnh nhân bình thường nhé, không có tắc nghẽn mà chỉ có giảm nhẹ FPC hoặc giảm nhẹ FPC1 thôi, chúng ta cũng làm để xem là gì ạ? Sau khi làm test thì cái test này có dương tính. Nếu mà test dương tính thì bệnh nhân thì là có tình trạng gọi là gì? Là tắc đường dẫn phế quản.
một trong những cái yếu tố để chứng khoán là hen. Đấy, chị lưu ý nhá. Đấy. Bảo hiểm người ta chỉ cho làm khi mà gì? Cái này nó dưới 10%. Ở đâu cũng thế. Nhưng về mặt chuyên môn thì phải biết được đấy. Rồi, thực hiện là chúng ta cho xịt này. Khoảng 15 phút đó lại đúng không? Kết quả là gì? Nếu mà gì? Sau khi đo mà chỉ số FNT1 nó tăng trên 12% và 200ml thì người ta gọi là gì ạ? Là test dương tính nhé. Là test dương tính. Còn nếu mà gì ạ? Nó không đáp ứng được cả hai tiêu chuẩn này thì sao? Thì là test âm tính thôi. Là chỉ có dương tính và âm tính thôi. Đúng không ạ? Rồi. Còn cái này thì có các này chỉ hiểu chứ. Đầu tiên là gì ạ? Anh chị nhìn hình ảnh thế nào? Có khác hay có giống hình ảnh chúng ta trong đầu chúng ta? Khác không ạ? Không được, không phải chuẩn. Chuẩn nó phải gì? À, nó phải liên tục đúng không? Liên tục cái đỉnh đây, xong nó dốc dần xuống. Hình này thứ nhất là gì? À, cái đỉnh nó sinh trên phía ngoài và nó sẽ có động lực, không liên tục. Đấy. Nó thể hiện là gì? Khi bệnh nhân mà thở ra, bệnh nhân này thở ra thì không liên tục và không nhận, không gắng sức, không đủ nhanh thì nó sẽ cho cái hình này. Thậm chí nếu như thở ra chậm nữa thì nó còn diện phải nữa, nó chỉ có như này, thấp nữa thì phải nữa. Đấy, đây là một cái hình ảnh mà thở ra không ngừng. Cái thứ hai, hiện thứ hai là đầu bệnh nhân này là sao? À, bệnh nhân này thở ra lúc đầu là chuẩn đấy đúng không ạ? Thở ra nhanh mạnh đấy. Cái bước đầu là chuẩn rồi, nhưng mà gì ạ? Cái đoạn sau là sao? Ho sặc sụa, đúng không ạ? Ho liên tục. Đây là hình ảnh điển hình của em ho khi trên cái đường biểu diễn. Nhìn thấy cái này là ho, đúng không ạ? Đấy. Rồi cái hình ảnh gì ạ? Giờ không có bình nguyên một giây, giờ nó không đẳng, chúng ta nhìn này. Bên thở ra thì cũng được rất là nhiều giây, từ 0 giây đến 12 giây chẳng hạn, đúng không ạ? Nhưng mà gì? Nó cứ lên dần này. Nó không đẳng cái đoạn nó bằng như thế này. Đây, như thế này. Có thể nó lên dần như thế này hoặc có thể nó xuống dần như thế này, dốc lên rồi dốc xuống, nhưng nó không có một cái đoạn mà bằng phẳng, nó lại đứng lên một giây như thế này. Để phân tích kết quả này chúng ta sẽ đi vào đây, đọc đi, các chị nhìn rõ này không? Nhìn không? Nhìn gì? Do
Vâng. Rõ hay gì đó chưa? Đúng không? Ok. Chúng ta đọc tạm cái câu này trước này xem như thế này. Theo đúng cái mà thứ tự, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta đọc chữ số gì ạ? FBC. Đầu tiên chúng ta đọc đi. Đây, F1 trên FBC đúng không ạ? Là bao nhiêu? Giá trị của bệnh nhân là bao nhiêu? Đúng rồi, 0.42 đúng không ạ? Kết luận là gì ạ? Là gì ạ? Là rối loạn không khí tắc nghẽn đúng không ạ? Chắc chắn là tắc nghẽn rồi. Rồi, bước thứ hai là đọc cái gì? FBC đúng không ạ? Là bao nhiêu? 91% là bình thường đúng không? Tức bệnh nhân này chỉ có rối loạn không khí tắc nghẽn thôi. Chúng ta đọc thêm về FEV1 là bao nhiêu phần trăm đây? Là 49 đúng không ạ? Có thể là bệnh nhân này tắc nghẽn mức độ gì ạ? Theo vô mức độ nặng từ 30-50% là nặng đó. Dưới 30 là rất nặng. Theo chúng ta có 4 mức độ đúng không? Nhẹ, trung bình, nặng và rất nặng đúng không ạ? Đấy. Thì nếu như đây sẽ kết luận là gì ạ? Bệnh nhân gì ạ? Rối loạn không khí tắc nghẽn mức độ nặng. Theo chị do vậy gì? Anh chị nghĩa rồi gì? Nghĩa gì ạ? COPD đúng không ạ? Chắc không? Chắc COPD rồi. Đây là cái đường biểu diễn của mình nhé. Thì các chị thấy hả? Đường này thấy hả? Đây. Cái lượt đồ chụp vào thể tích đây, chụp vào cái lưu lượng này. Các chị thấy nào? Nhìn đây chúng ta nhìn đến cái gì? Nếu như này thì sao? Nó không phải là một cái đường biểu diễn của bệnh nhân vậy, xong đi đúng không? Có thể bệnh nhân có một cái tắc nghẽn trong, không? Có thể có u, có thể u ở trong lồng ngực, u ở tuyến giáp này, đúng không? Có thể có vấn đề u ở tuyến hạch, khiến cho cản trở cái hoạt động hít vào thời gian bệnh nhân. Nó cũng là tắc nghẽn, nhưng không phải là tắc nghẽn, đúng không? Chị lưu ý, chúng ta phải nhìn vào cái biểu đồ về thể tích và lưu lượng. Đây một trường hợp nữa, cái này thì nó sẽ điển hình hơn.